Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Việt Nga, một cái viết rất là quen thuộc trên kênh Xóm. Hôm nay mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Mụ Dì Ghẻ Mang Rợ. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Việt Nga, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy nha. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Nó buồn lắm. Vậy là ba mẹ đã ly hôn, không còn sống chung một nhà nữa. Nó được tòa xử ở với ba, còn em Tuấn ở với mẹ. Nhớ hôm tòa xử, nó và em trai cũng được đưa đi cùng. Phiên tòa có khoảng vài chục người, nhưng chỉ có chị em nó là đi theo ba mẹ thôi. Nhìn ánh mắt ẩn ực nước của nó mà những người giữ kháng không khỏi mũi lòng. Mẹ nó thì cứ đòi nuôi hết cả hai chị em. Ba cũng vậy, nhưng luật vẫn cứ là luật. Họ phân tích nhiều thứ lắm mà nó còn quá nhỏ để hiểu được ngôn ngữ của người lớn. Chỉ biết khi vị quan tòa gọi tên và nói từ hôm nay nó sẽ về ở với ba thì nó òa khóc. Đôi mắt thiết tha của nó nhìn mẹ và em trai mà không nói nên lời. Lúc đó nó mới 7 tuổi và em trai lên 5. Cậu em lúc ấy thấy chị khóc, nó cũng khóc theo. Cả khán phòng lặng đi, ai cũng thương và ái ngại cho chị em nó. Mẹ cứ ôm cứng lấy nó không buông, nước mắt mẹ cũng chảy dài trên má. Phía bên kia, ba đang dục giả phải về. Nó ngước mắt lên nhìn ba, năn nỉ. Ba ơi, ba cho con ở thêm với mẹ vài ngày nữa đi, con thích ngủ với mẹ. Không được đâu con, mau theo ba về, nhanh lên. Bên cạnh, cô đẹp đó vẫn đang khoác tay ba. Mới nhìn, nó thấy cô ấy đẹp hơn mẹ, và nó đoán chắc cô đó yêu ba lắm nên mới có thái độ thân thiết như vậy. Mẹ lại ôm chầm lấy nó một lần nữa. Tiếng mẹ nấc nghẹn. Mẹ thương con lắm, con đi đi, nhớ nghe lời ba ngoan nha. Mẹ sẽ đến thăm con. Con gái của mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhớ đến thăm con nha. Con nhớ em Tuấn. Mẹ đưa em đến thăm con nha mẹ. Ngay lập tức nó bị ba lôi tuột đi. Cô đẹp đó liếc ánh mắt sắc như dao nhìn mẹ. Tự nhiên nó thấy sợ ánh mắt đó. Đang hồi tưởng về mẹ, nó thấy bà Vú gọi. Thảo Ly à, vào uống sữa rồi đi học bài đi con, lát ba về kiểm tra đó. Dạ. Rồi con Mai Lan có về nhà mình không bà? Có chứ, bà còn sắp cưới cô ấy về làm vợ đó, con phải nghe lời, không được cãi, kẻo bị đánh đòn đó nha. Dạ, con nghe mà bà. Con thấy cô Mai Lan đó đẹp quá bà ha. Cô đẹp vậy chắc là dễ thương lắm bà nhỉ. Bà Vũ Thảo chợt lặng đi, bà nói nhỏ. Cũng cầu mong là như thế. Nhưng người đẹp chưa chắc nó đã đẹp đâu. Bà chỉ thương mẹ bay. Khổ còn thằng Quốc Tuấn nữa. Giờ chắc nó nhớ chị nhớ bà lắm đây nè. Con bé nghe bà nhắc đến mẹ và em trai, làm nó lại chực khóc. Nó thấy người lớn sao mà khó hiểu. Ba mẹ đang yêu nhau, tự nhiên lại bỏ nhau như vậy. Nhưng nó biết vì sao mà ba bỏ mẹ. Đó là vì cô Mai Lan. Ba đã yêu cô ấy nên mới bỏ mẹ nó. Tự nhiên nó không thích cô này. Nghe bà Vú nói ba sắp cưới và sẽ đưa cô Lan về đây sống, nó thấy buồn làm sao. Quay trở lại quá khứ của gần chục năm về trước. Lúc đó
Hoa Hạ là một nhân viên kế toán của một công ty nước ngoài. Cô Yêu Thắng là chuyên viên cao cấp của một công ty tài chính Nhật có chi nhánh ở Việt Nam. Họ yêu nhau lắm. Ai nhìn vào cũng bảo đó là một đôi trai tài gái sắc, rất đẹp đôi. Hoa Hạ được sinh ra ở thành phố biển Phan Thiết xinh đẹp. Cha mẹ đều là dân biển, còn Thắng là dân Sài Gòn chính hiệu. Gia đình anh rất có điều kiện. Cha là phó giám đốc một bệnh viện lớn, còn mẹ là trưởng phòng của một công ty dược phẩm. So về gia thế thì gia đình Hoa Hạ có vẻ lép vế hơn. Nhưng thời buổi hiện đại đâu còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như xưa nữa. Và cuối cùng cái kết của tình yêu là một đám cưới được tổ chức rất hoành tráng tại một nhà hàng sang chảnh tại quận Nhất. Bạn bè Hoa Hạ đều tấm tắc khen nức nở. Tuy không nói ra, nhưng nhiều cô đều ao ước có được tấm chồng như Hạ. Đời cứ như vậy thật là viên mãn. Nhưng liệu họ có thể cùng nhau hát tình khúc vàng đến cuối cuộc đời như mong ước của Hạ và lời hứa hẹn của Thắng? Cái đó thì chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất. Một năm sau đám cưới thì Hạ sinh được bé gái, đặt tên là Thảo Ly. Cuộc sống của gia đình nhỏ thật đầm ấm và hạnh phúc, dường như được nhân lên khi họ đón thêm một thành viên mới. Thiên thần nhỏ khi ấy là động lực lớn để cho đôi vợ chồng trẻ vun đắp tổ ấm của mình. Ngày ấy, gia đình Hạ Thắng luôn đầy ắp tiếng cười. Khi Thảo Ly được 4 tháng thì Thắng thuê một bà giúp việc đến để chăm sóc con gái cho vợ đỡ vất vả. Hạ cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi có được một người chồng biết lo lắng và yêu thương vợ con. 2 năm sau, Hoa Hạ lại sinh tiếp một bé trai, đặt tên là Quốc Tuấn. Vậy là vợ chồng họ đã có đủ nếp đủ tẻ, một điều mơ ước mà không phải ai cũng đạt được. Nếu đời chỉ có vậy thì viên mãn quá còn gì. Nhưng đúng là mọi thứ, cái gì cũng có thể xảy ra. Và bất hạnh đã ập xuống gia đình của Hạ khi người phụ nữ thứ hai xuất hiện. Khi đó, Thảo Ly bắt đầu học lớp 1. Cô bé ngây thơ trong sáng, lúc nào cũng tươi cười và học giỏi. Vì nhà có 2 chị em nên sáng ra bà đưa Thảo Ly đi học, còn mẹ đưa em trai đi mẫu giáo. Đến chiều bà vú sẽ đi đón Thảo Ly về, còn em Quốc Tuấn sẽ ở lại chờ mẹ đón. Dạo này ba hay đi làm về muộn. Nghe mẹ nói ba mới được lên chức nên thường phải tiếp các đối tác của công ty. Nhưng có một lần ba về rất muộn. Khi đó 2 chị em Thảo Ly đã ngủ cả rồi, chỉ còn bà vú và mẹ là còn chờ ba. Thảo Ly không biết rằng chính cái đêm định mệnh ấy đã đưa gia đình cô bé xuống bờ vực tan vỡ. Thắng về nhà với nồng nặc mùi nước hoa lạ. Anh đi vào nhà tắm xả nước tắm gội, xong xuôi mới bước ra phòng ngủ. Hạ nhìn thấy chồng về muộn thì bảo bà vú dọn cơm cho Thắng ăn. Nhưng anh gạt tay, bảo không ăn nổi, rồi đổ vật ra giường ngủ luôn một mạch. Khẽ đi vào trong nhà tắm, Hạ vẫn ngửi thấy mùi nước hoa lạ phảng phất đâu đây. Nhìn quanh quất, không khó khăn để cô phát hiện ra cái mùi đó phát ra từ đâu. Cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi của chồng lên, cô hơi giật mình khi nhìn thấy rất nhiều dấu son dính trên cổ áo. Nghĩ có thể anh đi nhậu với bạn bè bị mấy cô tiếp viên trêu chọc, nên cô lắc đầu mỉm cười. Là một phụ nữ hiện đại và hiểu chuyện, vì thế Hạ không hề nghi ngờ chồng. Cô định ngày mai khi Thắng tỉnh sẽ hỏi lại chuyện của hôm nay. Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô đi vào phòng ngủ và nằm xuống bên cạnh chồng. Nhưng đêm đó Hạ không thể ngủ được và đầu óc cứ nghĩ miên man mọi thứ. Chợt Thắng ú ớ lăn qua, rồi choàng tay ôm vợ, miệng liên tục thốt lên: Mai Lan, anh yêu em, anh yêu em lắm Lan ơi. Chuyện gì thế này? Mai Lan là ai mà trong mơ chồng cô lại gọi tên? Tay anh ôm cô nhưng lại gọi tên người khác.
Thế này là thế nào đây? Không lẽ anh ta đã... Không dám tin vào linh cảm của mình, Hạ Lăng Hoa lộn lại mãi nhưng vẫn không ngủ được. Đến gần sáng, cô mới mệt mỏi thiếp đi. Sáng ra, bà Vú phải gọi thì cô mới uể oải ngồi dậy để chuẩn bị đưa con đi học và đi làm. Thắng thấy vợ mệt mỏi, nhưng anh lại thờ ơ không quan tâm, hối hả đi ra khỏi nhà, cũng quên cả việc chở con đi học. Hôm đó, Hạ phải bảo bà Vú cho Thảo Ly ăn sáng và nhờ bà dẫn con đi. Cả ngày hôm ấy, cô không còn tư tưởng nào để làm việc. Đầu óc cứ mãi nghĩ về những thay đổi của chồng. Nỗi lo lắng mơ hồ lại hiện lên. Cô phải làm gì đây để cho anh trở lại trạng thái bình thường như trước kia? Hôm đó, Thắng cũng về rất muộn y như hôm qua. Hạ không thể im lặng được nữa. Cô hỏi chồng với giọng lo lắng. Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Anh đã thay đổi rồi phải không? Đừng làm em sợ. Em làm cái quái gì vậy? Muộn lắm rồi đó. Để cho con cái nó ngủ. Thôi đi ngủ đi. Nói rồi, Thắng quay mặt vào trong ngủ luôn, mặc kệ cho Hạ đang thổn thức với nỗi buồn len nhẹ vào tim. Sóng gió đã bắt đầu nổi lên, đe dọa hạnh phúc gia đình họ. Và điều lo sợ của Hạ quả là có cơ sở. Thắng đang say nắng một cô gái tỉnh lẻ ngay lần gặp đầu tiên, khi mấy người bạn của anh rủ nhau đi nhậu sau giờ tan sở. Đúng là một thứ tình yêu sét đánh mù quáng. Chỉ mới gặp Mai Lan một lần mà Thắng đã mất ăn mất ngủ, tìm mọi cách để có số điện thoại và liên lạc với cô ta. Hai vợ chồng đầu ấp tai gối, kể cả khi yêu đến hiện tại cũng sắp xỉ cả chục năm trời. Vậy mà bỗng chốc đã bị anh ta quên ngay lập tức. Không phải ngẫu nhiên mà Mai Lan nhận lời yêu Thắng. Cô ta quả là ranh ma khi đã kịp điều tra về thân thế của Thắng và biết anh chính là thứ mà mình cần. Một cái mỏ vàng mà cô ta sẽ phải đào cho bằng được, và không khó khăn gì để Mai Lan quyến rũ được người đàn ông dại dột này. Trong vòng tay của người tình, Thắng như đê mê quên trời đất, quên luôn cả việc mình đang có vợ và hai con đang chờ đợi ở nhà. Mai Lan tận dụng thời cơ thì thào vào tai Thắng những lời đường mật. Anh có thích ở bên em không? Có chứ. Lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh em. Anh yêu em mà. Thắng không ngần ngại đáp ngay. Mai Lan tuy chỉ mới 25 tuổi đầu, nhưng cô ta lại rất ranh mãnh. Cô ả nghĩ chỉ cần dụ Thắng bỏ vợ thì ngôi nhà nằm trên một con lộ ở trung tâm thành phố này sẽ là của cô ta. Bởi Thắng là con trai một, rồi cả căn chung cư cao cấp anh đang ở cũng sẽ là của mình sớm thôi. Ôm chặt cổ Thắng, ghì sát đầu anh vào ngực mình, cô ả rót mật vào tai. Em cũng yêu anh lắm. Em muốn về sống với anh. Nhưng mà anh phải bỏ cô ta đi. Em không thích phải chung đụng với người đàn bà đó. Chỉ muốn anh là của em thôi. Thắng chợt khựng người khi nghĩ đến hai đứa con. Anh ta tìm cớ hoãn binh. Anh cũng chẳng yêu thương gì cô ta nữa đâu. Nhưng mà còn hai đứa nhỏ. Anh ly hôn đi. Cho cô ta nuôi hết cũng được. Cưới em về, em sẽ đẻ cho anh một đống. Tha hồ mà ẵm bồng luôn. Để từ từ đi rồi anh tính ha. Mai Lan làm bộ dỗi, và liên tục mấy ngày sau đó cô ta giận Thắng thật. Cho dù anh có nhắn tin hay gọi điện, cô cũng nhất quyết không nghe. Lòng Thắng nóng như lửa đốt. Giờ đối với anh ta, cô bồ trẻ mới quan trọng, còn những thứ khác chỉ là muỗi. Thắng đã mất ăn mất ngủ khi không liên lạc được với Mai Lan. Và một quyết định đã khiến thay đổi cả cuộc đời gã đàn ông si tình mù quáng. Thắng bắt đầu kiếm cớ gây sự với Hạ nhiều hơn. Những trận cãi nhau cũng xảy ra thường xuyên hơn. Chẳng vì một lý do gì cả, nhưng Thắng vẫn kiếm cớ để trút lên đầu Hạ. Không còn những lời yêu thương nữa, mà thay vào đó là những câu chửi tục, là đập phá mọi thứ khi Thắng lên cơn tức giận. Đến điểm
Thắng đã đánh Hạ khi cô chất vấn về những thay đổi của anh. Mặc cho bà vú can ngăn và hai đứa con nhỏ khiếp hãi vì sợ, Thắng vẫn lao vào đánh Hạ, miệng hét lên giận dữ. Tôi không thể sống với cô được nữa. Ly hôn đi. Tại sao? Anh có người khác rồi phải không? Anh đi bộ bịch bên ngoài nên mới dậy hắt hủi vợ con chứ gì. Anh ác lắm. Ác nè, ác nè. Lại thêm hai cái tát như trời giáng, được Thắng tát thẳng vào mặt vợ. Thảo Ly thấy ba đánh mẹ thì sợ quá ôm chặt lấy bà vú khóc ré lên. Bên cạnh Quốc Tuấn cũng òa khóc theo chị. Tưởng rằng tiếng khóc của con trẻ sẽ thức tỉnh được lương tâm của Thắng, nhưng con tim lạc lối đã che mờ lý trí của hắn ta. Mặc cho bà vú khuyên can, song hắn lại càng được thể điên tiết và lao vào đánh Hạ bầm dập. Nhìn Hạ lúc này không khác gì một tàu lá chuối rách. Bà vú nhìn thấy cũng xót xa. Hôm sau, Hạ phải xin nghỉ làm vì những vết bầm tím do chồng đánh vẫn hiện hữu đầy trên mặt. Cô sợ phải đối diện với những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Cô buồn vì tổ ấm của mình đã bắt đầu rạn nứt bởi kẻ thứ ba. Vậy kẻ đó là ai? Thắng cặp bồ được nửa năm thì không còn giấu giếm nữa mà hiên ngang đưa bồ đi mua sắm, ăn uống, bất chấp sự phản đối của vợ. Thậm chí, ả tiểu tam kia không còn sợ vợ của anh mà còn dám gọi điện đến khủng bố tinh thần Hạ, bắt cô phải ly hôn. Thời gian này đúng là địa ngục đối với Hạ. Vừa phải làm việc ở công ty, lại lo chăm con cái, đã thế còn phải liên tục chịu đựng những lời thóa mạ và bạo lực của chồng. Người phụ nữ nhỏ bé ấy cứ phải gồng mình lên chỉ để mong giữ lại mái ấm cho hai con. Cô không muốn ly hôn vì không muốn con cái bị tan đàn xẻ nghé. Có cha thì thiếu mẹ, mà có mẹ thì lại không cha. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hạ càng nhún nhường bao nhiêu thì ả tiểu tam kia lại được đà lấn tới bấy nhiêu. Đỉnh điểm là hôm vừa tan sở chuẩn bị đi đón con thì cô bị hai thanh niên lạ mặt chặn đường, cứ thế khống chế cô vào ven đường rồi xông vào đánh đấm không thương tiếc. Cứ mỗi cú đấm, chúng lại quát lên đe dọa. Mày ngon nha con, còn cố đấm ăn xôi không chịu từ bỏ thì có ngày mất mạng đó. Lần này là chúng tao chỉ cảnh cáo mày, nếu mày vẫn không thay đổi thì lần sau nhớ gọi người thân đến nhặt xác của mày nha. Ly hôn đi con ranh. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Mặc cho Hạ kêu cứu, chúng vẫn lao vào đánh đấm cô. Máu bắt đầu rịn trên khóe miệng. Cô lờ mờ nhận ra có kẻ đã thuê chúng đánh dằn mặt cô để buộc cô phải ly hôn. Đau đớn, nước mắt cô ứa ra. Vết thương ngoài da dẫu có đau nhưng vẫn có thể liền. Nhưng vết thương lòng thì mãi mãi không bao giờ lành lại được. Cô căm thù kẻ đã thuê người đánh ghen cô. Cô đã không thèm làm gì loại tiểu tam đó mà nó còn ngang nhiên làm điều tàn độc với cô. Thật là hèn hạ. Cô hét lên với hai tên du côn. Tôi biết ai thuê các anh đến đây. Nó mới chính là người phá hoại cuộc sống gia đình tôi. Tại sao các anh lại giúp cho kẻ xấu? Hai kẻ xăm mình hổ báo với khuôn mặt giận dữ quay ra bảo nhau. Thôi, như thế này là đủ rồi. Phắn đi mày. Nè, nhớ nha cô em. Hãy thương lấy bản thân của mình đi. Bọn anh cũng chẳng thù oán gì em đâu. Nhưng ai cũng phải sống cả. Cứ có tiền là bọn anh làm tất. Khuyên cô em một điều, đừng cố giữ những cái gì đã mất. Đã là rác rưởi thì bỏ đi. Nói rồi, chúng rồ ga đi mất, để lại người phụ nữ với thân thể đầy rẫy vết thương. Lúc này, người dân bù lại đưa cô đi cấp cứu. Cũng may vết thương chỉ vào phần mềm. Hơn ai hết, Hạ biết kẻ nào đã cố tình thuê giang hồ đánh dằn mặt cô. Chỉ có thể là ả tiểu tam đó. Ai đời bồ đi ghen ngược với vợ lớn bao giờ. Cô chỉ kịp gọi điện về báo cho bà vú biết mình đang nằm viện vì tai nạn.
Giờ bà trông coi hai đứa con và đừng nói cho chúng biết, kẻo chúng sợ. Đợi bác sĩ băng bó vết thương xong, cô sẽ về sớm thôi. Gọi điện thoại cho Thắng thông báo thì cả gần chục cuộc anh ta cũng chẳng thèm cầm máy. Cô biết giờ đối với anh ta, mình chỉ là một sợi dây nhợ lằng nhằng mà anh ta đang muốn cắt bỏ đi, nên sự sống chết của cô đối với anh ta bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ở một nơi khác, một cô gái trẻ đang gọi điện thoại. Khuôn mặt cô ta từ từ giãn ra khi nghe đầu dây bên kia thông báo. Yên tâm nhé em gái, theo đúng như yêu cầu. Bọn anh đã cảnh cáo nó rồi, phần còn lại thì em xử đi nha. Chúc cô em sớm đạt được mục đích của mình nha. Bye. Khoan đã, anh có đảm bảo là nó tởn rồi không? Tôi không muốn xảy ra một sơ suất nhỏ nào đâu. Thôi được rồi, có gì tôi sẽ gọi. Rồi cô ta nhếch miệng cười, quét ánh mắt đầy toan tính ra phía xa, miệng lẩm bẩm. Mày mà không chịu rời xa anh ấy thì e rằng lần sau tao sẽ tiễn mày xuống suối vàng đó, cái con khốn. Chiều tối hôm đó, Hạ thuê taxi về nhà. Vì bị bọn côn đồ hành hung nên cô không thể chạy xe máy được, tạm thời vẫn gửi xe ở bệnh viện. Lê tấm thân mệt mỏi vào thang máy, bấm nút tầng 18. Hạ đau đớn rơi lệ. Không lẽ cuộc hôn nhân của cô không thể cứu vãn được nữa sao? Mặc dù rất giận Thắng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất yêu người đàn ông này. Cô vẫn muốn níu kéo và tha thứ cho anh ta. Đàn bà đúng là khổ, vì quá yêu mà chấp nhận hy sinh bản thân mình để cho con có đủ ba mẹ. Nhưng mọi cố gắng của cô lúc này là thừa. Thắng về nhà, thấy vợ bị băng bó như vậy, anh ta không hề hỏi han một câu mà còn buông lời cay đắng. Sướng chưa? Tôi đã nói rồi, cứ nhẹ nhàng giải quyết với nhau á, có phải ngon lành không? Cô không thích uống rượu mừng mà lại thích uống rượu phạt sao? Kết quả của những đứa cứng đầu là như vậy đó. Mau ký đơn đi. Nói xong, anh ta ôm gối ra phòng khách ngủ, bỏ mặc Hạ đang nước mắt lăn dài. Một ý nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu cô. Chồng đã không còn yêu thương mình nữa, bản thân mình như một người thừa trong cuộc sống của anh ta, thì mình còn sống làm gì đây? Đêm đó, trong lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, hai đứa con cũng đã yên giấc bên phòng của bà vú. Hạ cứ đứng lặng lẽ ngắm hai con đang ngủ, mắt cô rưng rưng lệ. Làm mẹ mà không thể đem lại cho chúng một cuộc sống hạnh phúc, cô thấy mình đáng trách vô cùng. Hạ lẩm bẩm trong miệng. Thảo Ly, Quật Tuấn à, mẹ xin lỗi các con, là lỗi của mẹ. Cô lặng lẽ đi về phòng, cầm con dao cắt hoa quả trong tay. Cô nhắm mắt cắt xoẹt một đường nơi cổ tay, rồi buông dao xuống. Con dao Thái Lan sắc lẻm đã cứa đứt một vết thật sâu, khiến máu chảy ra không ngừng. Hạ cứ để cho máu chảy như vậy, cô muốn kết liễu cuộc đời để khỏi phải chứng kiến chồng ngoại tình trước mặt cô. Chết đi, cô sẽ không phải đau khổ, không phải chịu đựng những trận đòn và bạo lực tinh thần của chồng nữa. Không biết cô nằm như thế trong bao lâu, cho đến khi bên tai cô chợt vang lên tiếng la thất thanh. Ôi chết thôi, cậu Thắng ơi, dậy đi, cô Hạ bị làm sao nè? Lần đó, Hạ thoát chết nhờ được bà vú phát hiện kịp thời. Nhưng như vậy cũng không đủ để cho cô cứu vãn được cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm của mình. 3 tháng sau, Thắng và Hạ ly hôn. Bởi trước đó vì muốn nhanh chóng đến với người tình, anh ta đã gây sức ép và thuê luật sư hoàn tất thủ tục để được ly hôn nhanh chóng. Vậy là hết. Dẫu cho không còn yêu vợ, nhưng anh ta vẫn còn hai đứa con. Dẫu cho chúng có đẹp như thiên thần, cũng không sánh bằng một gót chân của cô bồ trẻ.
đau đớn một điều là Thắng đã dùng đủ mọi cách để chiếm cả hai đứa con của Hạ. Anh ta viện cớ rằng cô bị tâm thần, đêm nào cũng la hét điên loạn, không thể nuôi con được. Thắng thật cạn tàu ráo máng khi muốn chặn hết cửa của cô. Chắc gì anh ta đã yêu thương con. Hơn ai hết, hắn chỉ muốn rảnh rang để đến với người tình. Nhưng khốn nạn hơn, hắn còn muốn đày đọa cô, muốn cô phải đau khổ nên mới định dành hết cả hai đứa con cho bằng được. Nhưng bằng lý lẽ thuyết phục của một người mẹ thì tòa cũng đã giải quyết cho Hạ nuôi một đứa và Thắng nuôi một đứa. Bé Thảo Ly được xử theo cha, còn Quốc Tuấn thì theo mẹ. Gia đình nhỏ là mơ ước một thời của nhiều người, giờ bóng tan thành mây khói. Nhìn con bị kéo đi sền sệt mà mặt vẫn ngoái lại nhìn mẹ và em với đôi mắt đẫm lệ, Hạ đau đến thắt lòng. Tiếng của Thảo Ly như cứa vào tim gan cô. Mẹ ơi, nhớ đến thăm con nha. Con muốn có mẹ. Con muốn ở cùng em. Đi thôi nào. Con ơi, Thảo Ly ơi, mẹ yêu con. Bà Vũ Linh được đi theo Thắng để chăm sóc cho Thảo Ly. Mặc dù rất thương con, nhưng Hạ bắt buộc phải chấp nhận. Có bà Vũ thì cô cũng yên tâm phần nào, vì bà đã ở với Thảo Ly từ lúc con bé mới có mấy tháng tuổi. Bà rất thương và lo cho Thảo Ly, hy vọng con bé sẽ được bà che chở. Thắng quả là một người đàn ông không ra gì. Hắn cặp bồ với Mai Lan, và ngay khi đâm đơn ly hôn với Hạ, hắn đã đánh đập cô liên tục để gây sức ép. Để thứ nhất, khiến cho cô không chịu đựng được, phải chấp nhận ra khỏi nhà. Thứ hai là dễ dàng ly hôn. Ngay khi Hạ ôm hai con rồi đến phòng thuê cùng với bà Vú, thì lúc đó Thắng cũng đón Mai Lan đến ở cùng. Chính vì vậy khi theo bà về căn hộ chung cư cao cấp chính là nhà cũ của mình, Thảo Ly rất ngạc nhiên khi thấy Mai Lan đã dọn về ở với ba mình từ khi nào rồi. Tâm hồn ngây thơ non nớt của cô bé lớp 2 rất buồn. Cô chỉ nghĩ nếu cô Mai Lan ở đây thì mẹ sẽ không về được. Lại thấy bà thay hết khóa cửa. Bé ngẹn ngào ngước đôi mắt trong veo lên nhìn ba, ngây thơ nói. Ba ơi, ba thay khóa rồi, mẹ về làm sao được? Ba cho cô Mai Lan ở đây thì mẹ không về được đâu. Từ nay cô Mai Lan sẽ ở đây với bà con mình, mẹ con không ở đây nữa. Ba mẹ bỏ nhau rồi, từ giờ không được nhắc mẹ nữa nghe chưa? Thảo Ly buồn lắm. Cô bé cứ hy vọng ba mẹ chỉ giận nhau một thời gian thôi, và khi hết giận mẹ sẽ quay về. Nhưng nghe ba nói vậy thì hẳn là mẹ không về đây nữa. Khái niệm ly hôn của người lớn thì cô bé chẳng hiểu. Đột nhiên cô bé thấy sợ Mai Lan. Cô cứ nhìn Ly với ánh mắt như cú vọ. Mỗi lần nhìn vào mắt cô, Ly phải cụp vội mắt xuống. Một nỗi sợ thấp thỏm dâng lên trong lòng. Đêm đầu tiên, Thảo Ly phải ngủ ở một nơi không có mẹ. Ly cứ ôm cứng lấy bà Vú, người rung lên cầm cập. Nước mắt cô bé chảy tràn trên khuôn mặt ngây thơ, nhìn đến tội nghiệp. Bà Vú như đồng cảm được cùng Ly. Bà khẽ vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa phủ trên gương mặt con bé, rồi xoa lưng cho Ly ngủ. Trong đêm, thi thoảng con bé lại giật mình thon thót và nấc lên nghẹn ngào, như thể nó vừa bị đánh một trận đòn đau lắm. Mới học lớp 2, nhưng Thảo Ly học rất giỏi. Ở lớp cô giáo và các bạn rất yêu quý nó. Nhưng từ hôm bố mẹ bỏ nhau đến giờ, cô bé không còn vô tư hồn nhiên chơi đùa cùng với đám bạn nữa. Quỳnh Mai, một cô bạn ngồi cùng bàn, chia tấm thiệp sinh nhật ra cho Thảo Ly. Chủ nhật này là sinh nhật của mình. Bạn bảo ba mẹ chở đến nhà mình nha. Mình đợi bạn đấy.
đây là thiệp mời của mình nè. Dưới vào tay cô bạn tấm thiệp, Quỳnh Mai tung tăng chạy đi, mời các bạn khác. Nhìn vào tấm thiệp của bạn, Thảo Ly lại ao ước. Năm ngoái ba mẹ chở mình đi sinh nhật bạn, giờ mẹ không ở đây, liệu ba có chở mình đi không? Chiều đó đi học về, Thảo Ly đưa tấm thiệp ra cho ba xem, rồi nói. Chiều chủ nhật, ba chở con đến nhà bạn Quỳnh Mai dự sinh nhật của bạn nha ba. Thắng không nghĩ ngợi gì, nói ngay luôn. Chủ nhật ba bận được cô Mai Lan đi mua sắm rồi, không đi được. Cô Mai Lan cũng đế vào. Nhiệm vụ chính của con bây giờ là học, chơi bời nhiều làm gì cho hư người ra. Đoạn cô nhìn Thảo Ly, rồi nguýt dài một cái. Ánh mắt sắc lẹm của cô làm cho Thảo Ly rùng mình sợ hãi. Ba quên mất Ly rồi, giờ ba chỉ quan tâm và yêu thương cô Mai Lan thôi. Nhà này giờ chỉ mỗi có bà vú là yêu thương Ly vô điều kiện. Nhưng bà đâu có thể thay thế ba mẹ được. Mấy hôm nay, bà vú xin nghỉ về quê. Thảo Ly được ba thuê bắt xe ôm đưa đón đi học. Ngày nào đi làm về, ba và cô Mai Lan cũng đưa nhau đi ăn nhà hàng. Cô chỉ để lại cho Thảo Ly một gói mì tôm. Cô bảo với ba rằng Thảo Ly mập rồi, không cần ăn nhiều. Con gái mà mập thì xấu lắm. Bà vú không có nhà, ba và cô đưa nhau đi bách phố. Thảo Ly bị nhốt trong nhà như một tù nhân, cửa đã khóa, cô bé có muốn ra ngoài cũng không được. Ngước ánh mắt thèm muốn khi thấy các bạn ở mấy nhà bên cạnh chạy qua. Một bác thấy Thảo Ly buồn rầu, nhìn qua ô cửa thì bảo: con đã ăn uống gì chưa? Ba mẹ đi đâu rồi? Ba con đi ra ngoài rồi ạ. Con có đồ ăn rồi bác. Bác kia thấy vậy đành quay đi. Một lát sau, bác cầm theo một hộp sữa và một phần đồ ăn đựng trong hộp, rồi đưa cho Thảo Ly ân cần mà nói: ăn đi con, ba mẹ chưa về hả? Ăn đi kẻo đói đó. Nhìn hộp đồ ăn rất hấp dẫn, nhưng Thảo Ly vẫn lắc đầu. Đã mấy ngày nay, cô bé toàn ăn mì tôm. Cô Mai Lan không nấu cơm, mà toàn là cùng ba đi ăn bên ngoài. Chỉ còn mình Thảo Ly ở nhà. Bà vú vẫn chưa lên, mẹ thì không đến được. Cô bé 7 tuổi chợt khóc òa vì tuổi thân vô cùng. Nhưng mọi chuyện tồi tệ chỉ mới bắt đầu. Thảo Ly lấy sách ra học. Sau khi làm đầy đủ các bài tập cô giao, cô bé đưa bài vở cho Mai Lan kiểm tra. Mới nhìn sơ qua bài vở, Mai Lan đã ngay lập tức vằn mắt lên mà quát: ai cho mày làm kiểu này hả? Làm lại ngay cho tao mau lên. Dạ, con làm đúng mà cô. Cô giáo con dạy làm như vậy đó. Mày còn cãi hả? Ngang ngược giống con mẹ mày, có phải không? Cãi nè, cãi nè. Mai Lan rút ngay cái roi mây trong góc nhà ra, vụt liên tiếp vào người Thảo Ly. Cô bé oằn người lên vì đau đớn. Ly sợ hãi van xin Mai Lan, nhưng cô ta vẫn không dừng tay, như thể Ly là chỗ cho cô ta trút giận. Mỗi lần roi mây vụt xuống, Ly đau như bị xé thịt ra vậy. Tại sao cô lại đánh em đau như thế chứ? Em làm bài đúng mà. Bất giác Ly kêu lên: mẹ ơi, cứu con, đau quá, mẹ ơi. Mày còn gào nữa hả? Con mẹ mày đến đây tao còn đánh thêm. Mới tí tuổi đầu, cãi người lớn chém chém như vậy đó, đồ mất dạy. Cô đánh Thảo Ly nhiều lắm. Lần đầu tiên em bị đánh bằng roi mây đau như thế. Bố chưa đánh vậy bao giờ, mẹ cũng chưa, bà vú càng không đánh. Tại sao cô lại đánh em như kẻ thù? Những vệt roi mây hằn lên tím ngắt, nó khiến em cựa mình cũng thấy đau đớn. Em muốn cầu cứu mẹ, nhưng mẹ ở xa quá, mẹ đâu có nghe được. Bà vú bao giờ mới về? Ai cứu em đây? Có tiếng mở cửa, là ba về. Ánh mắt em bừng lên tia hy vọng.
nhưng ngay lập tức phục tắt đi khi ba nhìn thấy em khóc mà quay sang hỏi cô Mai Lan. Sao bé Ly nó khóc vậy em? Trời đất ơi, anh về mà coi nè, con anh nó hỗn hào quá, nó chửi cả em luôn. Em rác cổ mấy tiếng đồng hồ dạy học mà nó có nghe đâu, nói nó chửi lại mình. Thật là làm ơn mắt quán mà. Không phải, cô nói không đúng, con đâu có chửi cô, con làm đúng mà. Đó, anh thấy chưa, có anh ở nhà mà nó còn cãi như là chém trả vậy, thì làm sao mà em dạy nổi. Mới có đánh một trời cho nó biết, để mà nó chịu khó học hành, nó liền lao vào đánh em luôn đó. Lời nói của cô có gan có thép, khiến một đứa 7 tuổi như em làm sao cãi lại được. Em mong ba tin em, hy vọng ba hiểu. Xong ba lại nói với cô, em hãy thay anh dạy dỗ nó đi. Nếu nó hư, em cứ đánh thoải mái. Đánh không chết được, nhưng mà học dốt thì sau này chỉ có bốc cức thôi. Hư là phải đánh, anh ủng hộ. Tối hôm nay là sinh nhật của bạn Quỳnh Mai. Nó tưởng tượng ra cảnh bạn bè đang quay quần bên chiếc bánh kem hát mừng sinh nhật. Còn nó thì bị đánh cho no đòn. Chắc giờ này các bạn cũng đang nhắc đến nó cũng nên. Nó hắt hơi dồn dập trong nỗi uất hận và đau đớn ngập tràn. Nó ứa nước mắt. Ngay khi bà nói ra câu ấy, nó biết mình chẳng còn gì bấu víu nữa. Một lúc sau, cả ba và cô đều ăn mặc rất đẹp. Họ lại đưa nhau đi ăn, bỏ mặc nó ở nhà. Lần này cô Mai Lan không để gì cho nó cả, một gói mì tôm cũng không. Bà cũng quên luôn đứa con gái bé nhỏ này mà bỏ đi không một lần nhìn lại. Bà đâu biết rằng hôm nay là ngày nghỉ, từ trưa đến giờ nó chỉ được ăn đúng một gói mì tôm. Trong tủ lạnh có sữa, nhưng cô không cho. Nó biết nếu cô chưa cho phép mà đụng vào những thứ đó thì chỉ có no đòn thôi. Mấy đêm rồi nó phải ngủ một mình. Nó nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bà vú. Thoảng trong nỗi nhớ là tiếng bụng réo cồn cào. Có lần đói quá, đợi cho cô và ba ngủ say, nó mò vào tủ lạnh kiếm đồ ăn. Nhưng đó quả là một quyết định sai lầm. Sáng hôm sau, ngay khi ba vừa đi làm, thì nó lại bị cô bắt nằm sấp và đánh. Mới có mấy ngày mà mông và đùi nó tím ngắt, hằn lên đầy vết roi mây chi chít. Nó cảm thấy kinh sợ cô Mai Lan. Chỉ cần nghe tiếng cô là nó lại lo sợ bị đánh. Cô không khác gì mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích mà nó thường đọc. May là sáng hôm sau bà vú đã về. Vừa nhìn thấy bà, nó đã lao ra ôm chầm lấy. Nó chợt òa khóc vì tủi thân. Nhưng ánh mắt cô Mai Lan quát lên nhìn nó đầy tức giận. Nó đành phải nín lại trong lòng. Miệng nó mỉm cười chào vú, nhưng nước mắt rưng rưng. Bà vú Thảo ôm chầm lấy nó mà rối rít. Bà lên rồi đây nè, nhớ Thảo Ly quá, bà mang quà quê cho con đây. Bà đừng cho nó ăn những thứ đó nha, ăn vào đau bụng đó. Nhà này toàn ăn đồ trong siêu thị, nên đồ này á bà đừng có cho nó ăn. Bà vú hơi e ngại khi nghe cô nói. Bà bảo nhà bà toàn đồ sạch tự trồng, không có thuốc trừ sâu. Nhưng cô Lan vẫn nhất định không chịu. Tự tay cô còn lấy những thứ bà mang lên, định đem vứt vào sọt rác. Thấy vậy bà mới nói, cô không ăn những thứ này thì thôi, cứ để đấy, mai tôi cho người ta, đỡ phí cô à. Trưa hôm đó có bà vú, nên Thảo Ly mới được ăn một bữa cơm no sau mấy ngày liền ăn uống thất thường. Đêm ấy nằm trong lòng vú, Thảo Ly lại khóc vì nhớ mẹ, nhớ em. Theo thói quen, bà vú lại đưa tay lên vỗ lưng cho em ngủ. Thảo Ly chợt nhăn mặt vì đau, nhưng sợ cô Lan nghe thấy nên nó không dám kêu. Bà vú thấy vậy liền vén áo cô bé lên,
thì đập vào mắt bà là những lằn roi tím ngắt đang hiển hiện khắp người cô bé. À, ai đánh con ra nông nỗi này vậy Ly? Ai vậy? Bà nói nhỏ thôi, con sợ lắm. Con sợ bị đánh. Cô bé chỉ nói vậy rồi nấc nghẹn. Phòng bên kia, ba và cô Mai Lan vẫn đang thủ thỉ tâm sự và dành cho nhau những lời âu yếm. Giả như Thắng biết được rằng anh ta đã rước một con quỷ sống vào nhà, giả như anh ta tỉnh táo hơn một chút, thì cô con gái tội nghiệp của anh không bị đày đọa bằng rất nhiều trận đòn roi như vậy. Bà Vú lại đi tìm dầu xoa bóp lên những vết bầm cho Thảo Ly. Bà vỗ về và an ủi cô bé tội nghiệp. Cứ thế từng lời của bà như những lời ru ngọt ngào đưa cô bé vào giấc ngủ. Bà Vú không ngờ rằng sự có mặt của bà chính là một vật cản, một cái gai trong mắt mà Mai Lan cần phải nhổ đi. Hôm nay Thảo Ly vui lắm vì giờ ra chơi có mẹ đến thăm. Mẹ nhìn thấy nó thì ôm cứng lấy không rời, khiến các bạn và các anh chị lớp trên tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ hỏi nó ở với ba có thiếu thốn gì không để mẹ mua. Nghe mẹ hỏi, nó chỉ muốn kể hết cho mẹ nghe những gì mà nó phải chịu đựng. Nhưng chợt nhớ tới lời cô Mai Lan dọa bữa trước, rằng chỉ cần nó hé răng nửa lời kể với ai thì cô ấy sẽ đánh đau hơn và còn phạt nó nhịn ăn cơm. Vậy là nó đành im lặng. Nó lắc đầu nói ở với ba không vấn đề gì, nó chỉ nhớ mẹ và nhớ em thôi. Đã gần một tháng rồi nó chưa được nhìn thấy cô Bo, đó là tên ở nhà của cậu em trai bé nhỏ. Mẹ nói để chủ nhật được nghỉ, mẹ sẽ đưa nó đến nhà chơi với em. Nó vui lắm. Ở với mẹ thời gian trôi đi thật nhanh. Loáng một cái đã hết giờ ra chơi. Nó giơ tay tạm biệt mẹ rồi vào lớp, đem theo niềm hy vọng ngập tràn. Việc mẹ đến thăm ở trường, Thảo Ly không dám nói chuyện với ba và cô Mai Lan. Mãi khi đêm xuống, nó ôm bà Vú rồi thủ thỉ kể cho bà nghe. Nó còn dặn bà không được nói cho ba và cô Mai Lan biết, kẻo bị đánh. Bà Vú chỉ biết xoa đầu nó thì thầm xót xa. Khổ thân con. Chủ nhật ấy, mẹ và em Bo đến thăm nó. Bà Vú đã được mẹ gọi điện báo trước. Cũng may hôm đó ba đã đưa cô Mai Lan đi chơi, nên nó được chơi cả ngày với mẹ và em ở dưới sân chung cư. Trong đầu nó lại nhen nhóm lên niềm vui và mong đến chủ nhật tới để được gặp mẹ. Nhưng tất cả không dễ dàng như nó tưởng. Chiều hôm đó, ba và cô Mai Lan đi chơi về. Vừa vào nhà, ba đã quắt mắt lên hỏi nó. Thảo Ly, tại sao con lại xuống gặp mẹ hả? Bà cấm tuyệt đối nghe chưa? Từ sau mà con xuống gặp mẹ thì con no đòn với bà đó. Bà còn chưa xử tội con vì đó cho mẹ đến trường thăm. Còn bà nữa, tôi đã dặn bà bao nhiêu lần rồi, không được cho mẹ nó đến thăm nó nghe chưa? Không còn liên quan gì hết đó. Bà mà vi phạm là tôi đuổi việc bà đó. Tại sao mẹ nó đến mà bà không gọi điện báo cho tôi biết chứ? Kìa cậu Thắng à, tôi thấy cô Hạ đến thăm con là cũng đúng mà. Dù sao họ cũng là mẹ con. Cậu ngăn cấm cô ấy như vậy á, tôi thấy tội cho con Thảo Ly lắm á. Đó là việc riêng của chúng tôi, bà không có cần quan tâm. Nhớ lời tôi dặn là được. Tôi không muốn sự việc xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Thắng là một người có học. Hắn đã từng đi du học ở nước ngoài, hiện đang là phó giám đốc một công ty truyền thông lớn. Vậy mà hắn cực kỳ ích kỷ. Ngay từ khi ly hôn, hắn luôn cấm Hạ và gia đình nhà ngoại gặp con. Thắng còn chặn hết tất cả các tài khoản xã hội và số điện thoại của Hạ. Hắn không hề biết rằng như vậy thì người phải chịu thiệt thòi và tổn thương nhất vẫn là con gái hắn.
Thắng hoàn toàn thay đổi thành một con người khác hẳn. Kể từ khi hắn cặp bồ với Mai Lan, hình ảnh một người đàn ông luôn tâm lý và chăm lo cho vợ con không còn nữa. Thay vào đó là một người cha thờ ơ vô trách nhiệm. Mọi việc trong nhà và con cái hắn giao lại cho bà Vú, nhưng lại chỉ đưa cho bà có 800.000 tiền ăn trong một tháng để lo cho Thảo Ly. Làm sao chi tiêu cho đủ khi sống ở cái thành phố có tiếng là đắt đỏ nhất cả nước này? Còn hắn cùng với cô bồ đưa nhau đi ăn uống thỏa thuê ở những nhà hàng sang trọng. Con gái ăn gì thì ăn, thậm chí nhịn đói cũng được. Từ khi Mai Lan dọn về ở chung thì cuộc sống của Thảo Ly chính thức là địa ngục. Là một cô bé ngoan hiền, không bao giờ dám kêu than lấy một tiếng vì sợ gì ghẻ hơn là sợ cọp. Niềm hy vọng cuối cùng là người cha ruột thịt thì cũng chẳng hề yêu thương. Chỉ còn lại bà Vú, không phải máu mủ ruột rà, nhưng lại thương yêu cô bé vô điều kiện. Nhưng bà làm gì có tiếng nói ở đây? Hôm nay Thảo Ly bị sốt nên phải nghỉ học. Cô bé cứ nóng hầm hập suốt cả ngày. Bà Vú phải xuống mua thuốc hạ sốt cho con bé uống, nhưng vẫn không bớt. Nhìn con bé cứ nằm thiêm thiếp trên giường, bà xót lắm, thương lắm, mà chẳng thể làm được gì. Canh mãi lúc Thắng và Mai Lan không có nhà, bà lén lấy điện thoại ra gọi cho Hạ, thông báo cho cô biết Thảo Ly bị sốt. Nghe tin con bệnh, Hạ thương con đến thắt lòng. Cô xin nghỉ một buổi ở cơ quan để đến thăm con. Thắng đã cấm bà Vú không được phép cho Hạ gặp con, nên bà phải dẫn Thảo Ly xuống sân chung cư gặp mẹ. Nhìn con gái yếu ớt mệt mỏi mà không làm được gì, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc. Ngày tối hôm đó, Thắng và Mai Lan về. Việc đầu tiên hắn làm là lao vào phòng con gái, mắng chửi xối xả, mặc cho con bé đang bị sốt siêu vi. Con bé chỉ biết khóc mà không dám cãi một lời. Sáng hôm sau, bà giúp việc chính thức bị cho nghỉ việc. Nhìn bà rời đi, bé Thảo Ly khóc ngất. Nó ôm cứng lấy bà không muốn rời. Vậy là tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Bây giờ mới thật sự bắt đầu chuỗi ngày của Thảo Ly bị bạo hành tàn khốc. Những người hàng xóm trong khu chung cư cao cấp liên tục nghe thấy tiếng la hét của bé vang lên. Họ không hiểu sao nó lại bị đánh nhiều như vậy. Nhìn cô bé rất ngoan hiền và lễ phép mà ngày nào cũng bị bạo hành. Có người sốt ruột quá lên can ngăn, thì Thắng nói đó là việc riêng của gia đình hắn. Còn hắn hư nên hắn phải dậy, hắn đuổi họ về. Thành ra ai cũng nghĩ việc đánh con của hắn là bình thường. Có ai ngờ, từ khi bà Vú được Mai Lan cho nghỉ việc thì mọi việc vặt trong nhà đều do Thảo Ly đảm nhiệm. Ả ta ghi hẳn lên chiếc bảng trắng nội quy những công việc hàng ngày mà nó phải làm. Từ việc giặt đồ, ủi đồ cho đến đổ rác, lau nhà cũng là Thảo Ly. Ả còn khốn nạn đến mức một ngày chỉ cho Thảo Ly uống đúng một chai nước nửa lít vì sợ tốn kém. Thật là khốn nạn mà. Ả đúng là một mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích chui ra. Một người bình thường phải uống đủ 2 lít nước một ngày. Vậy mà một cô bé đang tuổi ăn tuổi ngủ chỉ được uống có nửa lít nước mỗi ngày, thì hỏi nó sống làm sao? Nếu cứ cho Thảo Ly uống thiếu nước như vậy trong một thời gian dài, kiểu gì nó cũng bị suy thận. Vì không đủ nước để thanh lọc cơ thể, thận sẽ phải làm việc nhiều hơn. Chúng quả là những con ác quỷ đổi lốt người. Một năm sau, lúc này Thảo Ly đã 8 tuổi và đang học lớp 3. Vì dịch bệnh nên bé phải học online ở nhà. Hôm nay cũng vào giờ học của bé, Mai Lan cứ ngồi kè kè bên cạnh. Nếu thấy không vừa ý, cô ta lại tát bầm bóp lên mặt con bé. Vì camera và mic bị tắt nên cô giáo và các bạn không thể nhìn thấy Thảo đang bị đánh, và cũng không ai nghe được tiếng khóc của cô bé.
Mày ngồi đàng hoàng lại cho tao coi. Hôm nay mà mày không làm đúng những yêu cầu của tao đưa ra, tao đánh cho mày chết đó. Tiếng Mai Lan lại rít lên. Sau mỗi câu nói của cô ta thì á dùng cây gậy dài cả mét đập túi bụi vào người Thảo Ly không thương tay. Chán chê, cô ả lại lấy cây lau nhà đánh Ly. Thân hình nhỏ bé của nó nằm oằn lên chịu đòn. Nhiều chỗ rớm máu, nhưng chỉ cần nó cất tiếng khóc là ả lại đánh. Rồi mày gãy thì ả dùng cây lau nhà. Cây lau nhà gãy thì dùng gậy gỗ hay bất cứ thứ gì có thể đánh được. Thậm chí khi Thảo Ly kiệt sức ngất đi, ả đàn bà ác quỷ này còn giẫm cả chân lên người em. Thử nghĩ xem, một thân hình cao 1m7 với cân nặng 55kg mà giẫm lên một đứa trẻ 8 tuổi thì còn gì là con người. Ả coi việc đánh Thảo Ly như là một thú vui tiêu khiển. Sáng đánh, trưa đánh, thậm chí tối chuẩn bị đi ngủ cũng đánh. Cô bé như một cái bao cát cho ả tập thể hình mỗi ngày. Không chỉ ả, mà khi Thắng đi làm về, ả lại kể tội Thảo Ly. Thế là cả hai lao vào đánh hội đồng con bé. Vừa cách đây chục ngày, cũng vì bị dì ghẻ cầm cây lau nhà đánh vào đầu đến toạc cả da, vết rách dài gần chục cm, phải đi khâu mấy mũi. Vậy mà vết thương này chưa lành thì vết thương khác lại chồng lên. Trên thân hình nhỏ bé ấy là chi chít những vết thương lớn nhỏ thâm tím đầy mình. Vạch áo lên thì những vết sẹo chằng chịt, nhìn cứ như bản đồ, khiến ai nhìn vào cũng phải nhói lòng. Đã lâu lắm rồi, chính xác là một năm, Thảo Ly không được gặp mẹ. Cô bé không được nhìn thấy mẹ và em trai lần nào. Chỉ những khi đi ngủ, em mới được thoải mái sống cho riêng mình và mơ về nơi xa. Nơi ấy có nhà ông bà ngoại. Nơi ấy, Thảo Ly được nghe tiếng sóng vỗ rì rào của biển. Giờ em lại ước ao được một lần đi tắm biển cùng với mẹ và em trai. Được hòa mình vào sóng biển. Được thoải mái nghịch cát xây lâu đài mà không bị ai la mắng. Nhưng mơ ước ấy bao giờ mới thành hiện thực? Ai sẽ chấp cánh ước mơ đó cho nó? Ba từ lâu đã không còn là ba của nó nữa rồi. Ba chỉ yêu và quan tâm đến cô Mai Lan. Hôm nọ nó nghe ba nói chờ cho hết dịch, ba sẽ làm đám cưới với cô ấy. Cô Lan còn nói sẽ sinh cho ba nó một bầy con có đủ trai đủ gái. Ba nói ba mong ngày ấy lắm. Ba thèm có con với cô. Vậy nó là gì? Nó có còn là con của ba nữa hay không? Hay nó chỉ là một cục nợ? Hôm nay mới thực sự là bi kịch của Thảo Ly. Ngay từ lúc ba bước chân đi làm, Mai Lan lập tức đóng cửa phòng. Rồi cứ thế cuộc tra tấn lại bắt đầu. Nó bị ăn đòn như thế nhiều lắm rồi, vì chẳng có cớ gì để giải thích cho lỗi lầm ở đây cả. Thảo Ly sợ hãi, ngồi rúm vào một chỗ. Nó quỳ xuống van xin cô đừng đánh nữa. Nhưng hình như cứ mỗi lần nó mở mồm xin tha là nó lại bị đòn dữ tợn hơn. Con xin cô, cô đừng đánh nữa. Con chết mất cô ơi. Mày chờ chưa? Con ranh con. Nhìn mày là tao chỉ muốn đánh thôi. Mày y như con mẹ mày vậy đó. Tại sao mày không chết đi cho rảnh hả? Sao mày cứ ám quẻ tao mãi vậy? Ả ta dùng chân đá hết sức vào bụng người Thảo Ly. Cô bé cong người lên chịu đựng. Đau quá, nó không thể thở nổi, khóc cũng không được nữa. Chỉ có những tiếng rên yếu ớt phát ra. Nhưng ả ta vẫn không hề buông tha cho nó. Ả ta tóm lấy tóc của Thảo Ly giật ngược lại, rồi mở chai nước ra dốc thẳng vào mồm nó. Thảo Ly sặc nước, kêu lên ằn ặc. Tưởng chừng lúc đó nó đã chết đi rồi. Nhưng con ả máu lạnh kia lại tiếp tục lôi nó dậy, ấn vào ghế, rồi rít qua kẽ răng.
Ngồi học đi con ranh. Mới tí tuổi đầu mà bướng bỉnh rồi. Lão léo. Hôm nay tôi không dạy được mày thì tao không phải là tao. Ngồi yên đó. Mày mà té xuống là tao đánh tiếp. Mặc dù đã kiệt sức vì đau, nhưng Thảo Ly không dám kháng cự. Cô bé ráng gượng đầu để ngồi lên ghế. Xong, mắt nó đã mờ đi. Tay chân run lẩy bẩy và ngất xỉu ngay tại chỗ. Đầu bên kia, cô giáo đã gọi mấy lần tên Thảo Ly lên trả bài, nhưng không nghe tiếng em đáp lại, cũng không thấy camera của nó. Các bạn cũng ngạc nhiên lắm, tất cả đều không biết rằng nó đang bị tra tấn dã man bởi một kẻ sát nhân máu lạnh. Không biết Thảo Ly ngất đi như thế trong bao lâu, cho đến khi nó tỉnh dậy, cảm nhận thấy người rét run, cơ thể lạnh buốt. Nó từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên nhận biết là cơ thể đau nhức dữ dội, tai ù đi, mặt mũi sưng húp. Nó muốn cựa mình nhưng không thể. Bên tai tiếng con ác quỷ lại rít lên. Dậy ngay đi con khốn. Dậy học bài nè. Mày còn nằm chết dí ở đó đến bao giờ nữa hả? Nhưng nó đã không thể gượng dậy được nữa. Nó đã yếu quá rồi. Nếu như một người có lương tâm, ắt hẳn ả ta sẽ dừng tay rồi xem xét như thế nào. Một người đàn bà trưởng thành tra tấn một đứa trẻ 8 tuổi không có khả năng kháng cự thì thử hỏi ả có phải là con người không? Đã đang tâm phá vỡ gia đình vốn đang yên ấm của nó, làm cho ba mẹ nó phải chia ly. Vậy mà đến một đứa bé vô tội như Thảo Ly, ả ta cũng trút xuống những trận đòn roi như đánh kẻ thù, tra tấn nó một cách dã man và tàn độc như thời Trung Cổ. Thật sự, ả không phải là một con người, chỉ có thể là thú vật mà thôi. Ả lại tiếp tục đánh, và lần này không còn nghe tiếng khóc phát ra nữa. Một sự im lặng chết người. Từ mồm miệng bé Thảo Ly, nước và máu bắt đầu ọc ra. Thân hình nó giật giật lên mấy cái, rồi nằm im bất động. Thiên thần nhỏ đã vĩnh viễn từ giã cõi đời này. Lúc này, ả đàn bà đó mới dừng tay. Cuộc tra tấn kinh hoàng nhất trong lịch sử của những mụ dì ghẻ được thiết lập bởi chính tay cô ả. Thảo Ly liên tục bị bạo hành suốt một năm trời mà không một ai hay biết. Và trong ngày hôm nay, nó đã bị tra tấn suốt từ sáng cho đến chiều. Chỉ đến khi nó ngất đi, ả mới dừng tay để đi ăn trưa, rồi lại tiếp tục màn tra tấn từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ. Đúng 4 tiếng liên tục đánh đấm, thì làm sao một cô bé 8 tuổi có thể chịu đựng được? Khi con bé đã mềm oặt rũ xuống như cọng bún, toàn thân bất động, ả Mai Lan bây giờ mới ý thức được việc làm của mình, liền gọi điện cho tình nhân trở về. Khi Thắng bước vào, nhìn thấy con gái như vậy, hắn đã đưa Thảo Ly vào nhà tắm rửa ráy vì thấy mồm miệng con bé đã trào hết cả máu và nước ra. Lúc này đôi ác quỷ mới tiến hành sơ cứu cho đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng tất cả đã quá muộn. Con bé đã chết, mũi không còn thở, tim cũng đã ngừng đập. Để che giấu tội ác của mình, ả đàn bà khốn nạn kia gọi điện thoại cho bảo vệ chung cư nhờ họ cứu giúp. Bé được đưa đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng thân thể mềm oặt, mắt nhắm nghiền và không còn hơi thở. Đêm đó, Hoa Hạ đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, cô nhìn thấy con gái mình bị tra tấn dã man và kẻ ra tay tàn độc không ai khác chính là ả nhân tình của chồng cũ. Thảo Ly, con có làm sao không? Đừng làm mẹ sợ. Thảo Ly. Mẹ ơi, con chết rồi. Con không được về với mẹ nữa. Con nhớ mọi người lắm. Con thèm được đi biển cùng mẹ và em. Nhưng bây giờ
con không đi được nữa rồi. Thảo Ly, con đau lắm mẹ ơi. Cô ta giết con rồi. Mẹ đòi lại công bằng cho con. Hạ Choàn tỉnh dậy, nước mắt cô vẫn đang chảy xuống mặt, chứng tỏ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sau giấc mơ ấy, nó lại khiến cô sợ hãi và bất an. Thảo Ly, con gái cô có làm sao không? Ở đó đã xảy ra chuyện gì? Hoảng hốt, Hạ ngồi bật dậy, cầm điện thoại gọi cho anh trai, nói về giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Lúc này đã là 1 giờ sáng. Anh trai chỉ an ủi động viên cô và cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Có thể do cô nhớ con quá mới thành ra mộng mị thôi. Nhưng đúng là điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Ngày sáng hôm sau, cô được báo tin con gái đã qua đời do bị sặc thức ăn. Một lý do hết sức vi lý mà đến trẻ con cũng không tin được. Một bé gái 8 tuổi bị chết đột ngột bởi nguyên nhân sặc thức ăn. Cô đã đau đớn tới mức ngất đi. Ngay khi tỉnh lại, Hạ gào thét đòi con trong điên loạn. Gia đình cô đã tìm đến nơi ở của cặp già nhân ngãi non vợ chồng kia. Khi nhìn thấy thi thể của Thảo Ly đầy rẫy những vết thương bầm tím và những vết sẹo lớn nhỏ, cô chỉ muốn ngay lập tức lao đến giết chết 2 con quỷ đội lốt người đó. Những người xung quanh ai cũng ái ngại và cảm thương cho người mẹ, thương cho cô bé 8 tuổi đầu đã sớm phải lìa đời một cách đầy oan khuất. Con tôi đâu? Trả con tôi lại đây. Tôi căm thù các người. Các người là những con quỷ. Chỉ kịp nói đến đây, Hạ đã vội ôm lấy ngực, tìm cô đau nhói. Cô gào lên trong đêm những tiếng kêu ai oán. Tại sao? Tại sao con cô lại phải chết? Là do thằng cha máu lạnh kia hay tại ả nhân tình? Đúng 1 năm nay, hắn cấm cô, không cho gặp con. Có lần cô đến trường gặp, cũng bị hắn gọi điện mắng chửi. Con gái cô vì sợ quá mà đã khóc và bảo mẹ đừng đến thăm nữa, kẻo ba rầy. Không ngờ tất cả mọi thứ tồi tệ đều dồn cả lên đôi vai nhỏ bé của Thảo Ly tội nghiệp. Gia đình cô mới đầu định nhờ pháp luật can thiệp để tống khứ 2 kẻ kia vào tù. Nhưng suy đi tính lại, họ lại thôi. Đành rằng nếu để pháp luật ra tay trừng trị kẻ giết hại bé Thảo Ly. Nhưng với kết luận chỉ là bạo hành, hoặc cùng lắm, chúng chỉ bị xử về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Và thằng cha cầm thú kia cũng chỉ phải chịu tội đồng phạm. Thì như thế nhẹ nhàng cho chúng quá. 2 kẻ cầm thú ấy chỉ bị phạt tù vài năm rồi ra. Như vậy thì không được. Chúng sẽ lại phải phủi sạch tay và nhẫn nhờ sống tiếp. Còn con gái cô thì vĩnh viễn chẳng thể sống lại được. Vậy thì hãy nhờ luật trời, luật đời xử chúng. Thảo Ly được gia đình ngoại đưa đi hỏa táng và đem tro cốt vào chùa. Hy vọng nơi cửa Phật, bé sẽ không còn phải chịu đau đớn và sớm ngày siêu thoát. Cái chết của bé quá thương tâm nên rất nhiều người đã đến tòa nhà nơi bé chết để đốt nến và cầu nguyện cho bé. Còn 2 kẻ máu lạnh kia, dưới sức ép của cộng đồng mạng và dư luận, thì giờ đây chúng sắp phải trả giá. 2 con ác quỷ hình người ấy đã bị công an gọi lên lấy lời khai, sau đó cho về dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Khi có đầy đủ kết luận từ cơ quan điều tra, họ sẽ triệu tập tiếp. Chúng giờ như những con gián, không dám thò mặt ra ngoài vì bị người đời lên án và phỉ nhổ. Chúng cũng đang phải sống trong những ngày nơm nớp lo sợ và chờ quyết định cuối cùng của phía công an. Ba ngày sau, trong căn hộ cao cấp, lúc này đã là 1 giờ sáng.
Khi người người, nhà nhà đều yên giấc, thì Thắng vẫn đang đi đi lại lại như một thằng thần kinh trong nhà. Ở gian bếp, trên chiếc bàn ăn, đồ đạc vẫn đang ngổn ngang, những lọn bìa lăn lóc không ai dọn. Trong phòng ngủ, Mai Lan đang ngủ say vì buổi tối ả uống quá nhiều bia với Thắng. Chợt có tiếng nói đâu đó vang lên khiến Thắng giật mình. Ba ơi, hãy giết nó đi, cầm dao giết nó đi, nếu không nó giết ba đó. Thắng nhìn quanh quất, ngó chỗ này chỗ kia để xem tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng vẫn không thấy. Sau đó hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc thúc thích vang lên bên tai. Tiếng khóc ấy nhắc cho hắn nhớ đến một người, đó là con gái của hắn, Thảo Ly. Đúng vậy, đó chẳng phải là tiếng khóc của Thảo Ly sao? Thắng bỗng hoang mang sợ hãi, đầu óc lùng bùng. Chẳng phải Thảo Ly đã chết rồi sao? Thắng bịt hai tai để không phải nghe thấy tiếng khóc ấy, nhưng nó cứ dội vào tai hắn. Lần này là tiếng nói oán trách. Ba ơi, sao ba ác thế? Ba để cho người ta giết con, con hận ba. Không, không, tôi không biết gì hết. Con quỷ đó, nó đã giết con, nó cũng chuẩn bị giết ba đó. Ba hãy làm gì đi, ba không tin con sao? Ba nhìn đi, nó chính là con quỷ đó. Hắn thấy Thảo Ly hiện ra trước mặt với thân thể đầy máu, miệng của nó, thức ăn và nước dãi vẫn nhễu ra, nhưng tay vẫn chỉ về phía trước, nói với giọng oán hận. Giết nó đi ba, nó đánh con dập phổi, phù não và cả gãy mấy cái xương sườn nữa. Con đau lắm, con đau lắm ba ơi. Ba hãy giết con quỷ đó đi, ba ơi. Thảo Ly đi vào phòng ngủ của hắn, hắn cũng bước theo cô bé như một cái máy. Trên giường không phải là Mai Lan xinh đẹp của hắn nữa, mà là một con quỷ gớm ghiếc đang ngủ. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, con quỷ với chân tay đầy móng vuốt sắc nhọn đang nằm đó. Miệng nó vẫn thở phì phò, phả ra những luồng hơi đầy hôi hám. Hai chiếc răng nanh thò ra nhọn hoắt. Thắng lùi lại vì không tin vào mắt mình. Hắn tự hỏi, con quỷ kia đã vào đây bằng cách nào? Làm sao để giết được nó? Ba ơi, ba trói nó lại đi. Cầm lấy sợi dây này, đây là sợi dây nó đã trói và đánh đập con đó. Ba hãy trói nó lại đi. Cầm lấy đoạn dây điện trong tay con gái, Thắng nhanh chóng trói chặt thân thể con quỷ. Giờ đây nhìn nó không khác gì một con lợn bị trói trước khi đem đi chọc tiết. Tiếng ú ớ từ mồm con quỷ phát ra, nhưng có vẻ như nó đã uống quá nhiều bia rượu đến mức say mềm. Nó chỉ ú ớ mấy tiếng rồi lại im bặt, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Giết nó đi, ba giết nó đi ba. Cầm lấy cái này nè ba. Đó chính là đầu của đoạn dây điện. Trên đó còn thò ra một đoạn dài chưa trói hết, với cái phích cắm dính liền. Một tiếng à phát ra, hắn đã có cách để giết được con quỷ. Thắng không do dự, ngay lập tức cầm lấy đầu phích cắm, cắm chặt vào ổ điện. Chỉ thấy những tia lửa điện xoẹt ra. Trên giường, con quỷ bỗng giật nảy mình, gào lên trong đau đớn. Nghe tiếng kêu,
Thắng như bừng tỉnh, thấy hình ảnh Mai Lan đang nằm trên giường kêu la. Hắn rút vội dây điện ra, định lao đến chỗ Mai Lan để cởi trói cho ả. Nhưng khi hắn vừa định chạm vào người cô thì tiếng Thảo Ly lại vang lên. Ba ơi, nó là quỷ chứ không phải là người đâu. Ba đừng bị mê hoặc. Chỉ cần ba cởi trói, nó sẽ thoát ra và giết ba đấy. Ba nhìn lại đi, nó là quỷ mà. Dụi mắt lại một lần nữa để nhìn cho kỹ thì đúng là con quỷ đang nằm đó. Lần này Thắng còn nhìn thấy đôi mắt nó mở ra đỏ rực, hai hàm răng thò ra lởm chởm và bàn tay đầy vuốt sắc của nó đang cố sức thoát ra khỏi mớ dây trói lằng nhằng. Nhưng đâu có dễ như vậy. Mai Lan đã bắt đầu tỉnh lại. Ả thấy mình đang bị trói trên giường, đưa đôi mắt hoảng hốt cầu cứu. Cởi trói cho em đi anh, em là Mai Lan mà, sao lại trói em? Nhưng bây giờ Thắng không còn nghe được tiếng cô Ả nữa. Bên tai hắn chỉ có tiếng nói của Thảo Ly vang lên thúc giục. Tiếp tục đi ba, con quỷ đã tỉnh dậy rồi. Nếu ba không ra tay, nó sẽ thoát ra. Nhanh lên đi ba, không còn thời gian đâu, nó sẽ giết ba đó. Bàn tay Thắng lại cầm lấy phích cắm. Rồi trên giường, con quỷ đang quằn quại vì bị điện giật, nó không có cách nào thoát ra. Một lúc sau, Thắng thấy thứ đang nằm trên giường đã bất tỉnh không còn cử động. Đang chưa biết phải làm sao thì bên tai lại vang lên tiếng nói của Thảo Ly. Ba rút riện ra đi, nó chưa chết đâu. Nhưng giờ nó không thể tấn công ba được. Bây giờ ba phải làm cho nó đau đớn, không thể để cho nó chết dễ dàng như vậy được. Con muốn nó phải nếm trải sự đau đớn trước khi chết. Và Thắng đã biết mình phải làm gì. Hắn đi vào trong bếp, lấy ra một con dao sắc nhọn, rồi đi lên phòng ngủ. Điện đã được bật sáng, chỉ trừ nhà hắn là sáng đèn, còn tất cả căn hộ xung quanh đều im ắng như tờ. Mọi người đều đã say giấc, chẳng ai biết trong nhà hắn việc gì đang xảy ra. Ba đưa nó xuống dưới đất đi ba, ở dưới đất sẽ làm dễ hơn. Ba hãy lấy búa ra đi. Y lời, Thắng lôi ả đàn bà kia xuống nền gạch, mặc cho cô ta ra sức kêu cứu. Mở hộp dụng cụ cơ khí, hắn lấy ra một cái búa rồi giơ lên. Những nhát búa được hắn dùng hết sức đập thật mạnh vào đầu gối cô ta. Vừa đập, hắn vừa cười lên ha hả. Đau không hả con quỷ cái? Mày có thấy đau không hả? Chỉ có tiếng thét đau đớn vang lên. Tiếng hét của con quỷ càng làm cho hắn phấn khích. Hắn lại giơ búa lên rồi đập liên tiếp xuống đầu gối của cô ta. Dưới sức mạnh của một thằng đàn ông đầy sung mãn, chẳng mấy chốc máu từ hai đầu gối Mai Lan đã bắn ra tung tóe. Những mẩu xương bánh chè vỡ ra, hình như vết máu lại khiến hắn thích thú tột độ. Bên cạnh là tiếng cười lanh lảnh của trẻ thơ cùng với những tiếng vỗ tay đầy kích thích. Ba làm tốt lắm, ba tiếp tục làm đi. Hãy cắt gần ả ta. Ba lấy dao ra đi ba. Một con dao Thái Lan đã được hắn chuẩn bị bên cạnh. Không chần chừ, Thắng cầm ngay lấy con dao, đưa lên trước mặt Mai Lan, người mà giờ đây hắn đang lầm tưởng là nữ quỷ. Gần cổ chân của ả đàn bà khốn nạn đã bị thằng tình nhân cắt đứt rồi, máu bắt đầu vương vãi khắp nhà. Vừa bị điện giật, vừa bị tra tấn một cách dã man, Mai Lan đã không còn chịu đựng nổi nữa. Cơn đau như chết đi sống lại khiến ả chỉ muốn được chết đi nhanh chóng, còn hơn phải chứng kiến thân thể bị tra tấn kiểu này.
Nhưng thằng đàn ông kia đã không để cho ả chết nhanh như vậy. Ả ngất xỉu đi, trong khi Thắng vẫn đang nhoẻn miệng cười và nghĩ tiếp những chiêu trò mới. Cầm lấy cái kìm, hắn quơ lên trước mặt lấy làm đắc ý, rồi từ từ cầm lấy bàn chân với những cái móng được cắt tỉa và sơn đỏ chót, rồi đặt cái kìm vào, rút ra từng móng. Đang ngất xỉu, nhưng cơn đau thấu trời lại một lần nữa đánh thức ả đàn bà kia. Ả hét lên đau đớn, nhưng nào có ích chi. Thắng cứ tiếp tục rút những cái móng còn lại. Hết hai bàn chân, lại đến hai bàn tay. Giờ đây, những móng tay và móng chân đã bị rút ra hết. Từ những đầu ngón, máu lại chảy ra ròng ròng. Quả là một màn tra tấn không thể nào ghê sợ hơn. Ngẫm nghĩ cái móng cuối cùng đang dính trong mũi kìm, Thắng cười lên man dại. Tiếng cười của hắn như phá nát màn đêm. Nhưng lạ thay, chẳng có một ai nghe thấy. Họa chăng chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc dựng trong phòng khách vẫn kêu lên báo hiệu thời gian đang trôi qua. Còn lại tất cả đều tĩnh lặng. Một sự im lặng đến chết người. Tiếp tục đưa cây kìm lên, và hắn bỗng gật gù khi nghĩ ra một chiều mới. Thắng nói với con gái: "Thích không con? Mà sắp có trò mới cho con xem đây." Một tràng vỗ tay vang lên, kèm theo tiếng cười lãnh lót như chuông bạc của Thảo Ly, như kích thích hắn. Thắng như một tên đồ tể thời Trung Cổ đang hành quyết phạm nhân. Một tay hắn vành mồm Mai Lan ra, tay kia đưa cái kìm vào. Trong gang tấc giữa sự sống và cái chết mong manh, Mai Lan hiểu Thắng định làm gì. Cô ả cắn chặt răng, không dám mở mồm ra. Nhưng đó chỉ là trò trẻ con. Đối với Thắng, nó không đáng gì cả. Giơ hẳn cái kìm lên, hắn đập liên tục vào mặt mũi cô ả, khiến máu mồm máu mũi văng ra. Hai chiếc răng cửa với sức mạnh của cú đập cũng bắn ra ngoài. Không khó khăn gì để Thắng thọ được mũi kìm vào miệng của Mai Lan. Cô ta giờ đã yếu lắm rồi, thân thể đã bị trói nghiến và bị hành hạ tàn bạo gần 2 tiếng đồng hồ, thì chẳng còn hơi sức đâu mà kháng cự. Mấy chiếc răng lần lượt bị Thắng dùng kìm bẻ gãy rồi vứt ra ngoài. Chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, mấy chục cái răng của cô ả đã bị bẻ hết. Giờ chỉ còn trơ ra hai hàm lợi đỏ lồm, nhễu máu, trông vô cùng ghê rợn. Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên, kèm theo tiếng nói thích thú của Thảo Ly: "Con vui lắm. Giờ ba có thể kết thúc được rồi. Ba giỏi lắm." Thắng làm theo lời khích lệ như một cái máy. Hắn từ từ bỏ cái kìm xuống và vớ lấy con dao Thái Lan hồi nãy, đưa lên cao, đâm mạnh một nhát vào ngực trái của Mai Lan. Cô ả chỉ kịp mở trừng mắt lên, miệng há hốc, thân thể chỉ giật lên mấy cái yếu ớt, rồi tắt thở. Bây giờ Thảo Ly mới nói tiếp: "Xong việc rồi, giờ đến lượt ba nè." Con dao trong tay Thắng chợt rung lên. Hắn lại nghe tiếng nói thúc giục của Thảo Ly: "Hãy mổ bụng của ba ra đi. Con muốn xem lòng dạ của ba như thế nào. Mau lên đi ba, không có đau đâu." Không hề do dự, Thắng gật đầu và đưa con dao thái vào bụng. Bụng hắn đã bị lưỡi dao phanh ra toàn hoác, lòng ruột sổ ra cả đống. Thắng lấy tay lôi mớ lòng ruột chìa ra cho Thảo Ly, miệng cười lên điên dại mà nói: "Lòng ruột của ba đây nè con gái à, con xem lấy đi." "Ba ác lắm,
giết chết con. Ba đã đưa ác quỷ về nhà để cho nó đánh đập con cả năm trời. Nó đã giết chết con, ba cũng đáng chết. Cái gì vậy? Con vừa nói cái gì? Nhìn đi ba, hãy nhìn xem người ba vừa giết là ai. Thắng bây giờ mới cảm nhận được sự đau đớn đang cào xé da thịt mình. Ngoái đầu nhìn lại, hắn thấy trước mặt không phải là con quỷ, mà chính là Mai Lan, con người tình mà hắn luôn say mê đến quên cả mọi thứ. Vì cô ta mà hắn đã bỏ cả gia đình vợ con. Tại sao vậy? Đầu óc hắn ong ong khi đối diện với sự thật. Nhưng Thảo Ly đã đánh thức hắn bằng một câu nói. Ba có muốn chấm dứt tất cả chuyện này không? Con sẽ đưa ba đi. Giờ ba hãy đâm vào tim mình đi. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và ba sẽ yên giấc. Mau đi ba, con đợi ba nha. Cầm con dao giơ lên, Thắng nhầm đúng ngực trái mình và đâm xuống một nhát thật ngọt. Rút dao ra, hắn cảm thấy một cơn đau nhói nơi tim. Hắn tiếp tục đâm thêm một nhát nữa rồi mới gục xuống. Tay buông rời con dao, nền nhà loang lổ máu. Giây phút cuối cùng hắn nhìn thấy là con gái hắn. Thảo Ly đang bay múa trước mặt, miệng cô bé nở một nụ cười rồi dần dần tan biến. Sáng hôm sau, phía cơ quan công an đã có kết quả điều tra vụ án, một lệnh bắt giam khẩn cấp đối với Nguyễn Cao Thắng và người tình Nguyễn Thị Mai Lan được đưa ra. Khi công an đến nơi thì họ thấy nhà hắn vẫn đang khóa trái cửa. Họ gọi nhưng không thấy ai ra mở cửa, cũng không hề có động tĩnh gì. Cảm thấy không ổn, người chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới. Quyết định phá cửa ngay lập tức được thực hiện. Khi tất cả vào được bên trong, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khiến nhiều người thất kinh. Dưới nền nhà, Mai Lan đã chết trong tình trạng thân thể bị trói nghiến, mắt vẫn mở ra trừng trừng, máu me vương vãi khắp nhà, rồi nhặn vò vè bầu đến. Gương mặt Mai Lan trông thật là kinh dị, bởi hai hàm răng đã bị bẻ gãy, chỉ còn lợi trơ ra đỏ lồm. Các móng tay móng chân đều bị rút hết, hai đầu gối nát bét. Một sự tra tấn kinh hoàng hệt như thời Trung Cổ mà các tên đồ tể hành hình phạm nhân. Trên người ả, quần áo có dấu hiệu cháy xém, chứng tỏ trước khi chết ả còn bị tra tấn bằng điện. Những chiếc răng bị văng ra mỗi cái một nơi, nhìn thật tởm lợm. Kinh hoàng hơn là cái xác của Thắng đang nằm bên cạnh với chiếc bụng bị rạch ra toàn hoác, lòng mề xổ ra cả đống. Trên ngực hắn, một con dao vẫn cắm ngập bên trong. Cơ quan công an kết luận chính Thắng đã ra tay sát hại người tình vào ban đêm rồi tự sát. Vậy là mọi ân oán cũng đã khép lại, kẻ ác cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lưới trời. Gia đình Thảo Ly vẫn chưa hết đau buồn vì sự việc ra đi đầy tức tưởi của nó, nhưng họ được an ủi phần nào, bởi kết cục thì những kẻ tước đi mạng sống của nó đã phải trả một cái giá xứng đáng cho tội ác mà mình gây ra. Người đáng bị lên án nhất trong chuyện này chính là ả người tình và cha của nó. Ả đàn bà kia bị cộng đồng ném đá dữ dội đến 10 phần thì Thắng cũng phải bị lên án tới 9 phần. Vì nếu không chạy theo tình mới mà chối bỏ vợ con thì đâu có xảy ra chuyện đau lòng như trên, và con gái hắn ta cũng đâu phải chết. Hắn cũng không phải nhận một cái kết kinh khủng như vậy. Cái chết đầy thương tâm của Thảo Ly chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều gia đình, đặc biệt là các ông bố bà mẹ. Nhất là những ai đã trót say lòng với người thứ ba thì hãy mau chóng quay về, vì chẳng có ai yêu thương họ vô điều kiện như chính vợ con và gia đình của họ. Đó mới chính là bến đỗ bình yên.
Mọi thứ bên ngoài mà họ nhìn thấy chỉ là bề nổi, che đậy cho những thứ xấu xa ở bên trong, mà khi sống gần nhau một thời gian, họ mới phát hiện ra. Chỉ e rằng khi nhận ra sự thật, thì tất cả đều đã trễ mất rồi. Chính vì vậy, hãy bảo vệ cuộc sống hạnh phúc ngay từ khi nó mới được vun đắp. Đừng để mọi việc đi quá xa, thì lúc đó muốn kiểm soát e là đã quá muộn màng. Trong ánh điện muôn màu, Sài Gòn nổi bật lên thật xa hoa và lộng lẫy. Đâu đó vẫn còn những mảnh đời kém may mắn. Chỉ mong rằng sẽ không còn một em bé nào phải chịu đựng những đau đớn vì bạo hành, càng không còn một hoàn cảnh nào phải hứng chịu một cái chết thương tâm như Thảo Ly. Hy vọng ở một thế giới song song, cô bé không còn phải chịu đau đớn nữa. Hãy cười lên con nhé. Mong một kiếp mới đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc sẽ đến với con. Vĩnh biệt thiên thần nhỏ. Chúc con nơi ấy được bình yên. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Mụ gì kẻ mang rợ, tác giả Việt Nga. Cảm ơn Việt Nga đã mang câu chuyện đầy tính nhân văn này đến cho tất cả quý khán thính giả. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.